Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi trân trọng đem đến cho tất cả các bạn tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Vì anh thương em của tác giả Vân Thi. Tập 2 sẽ đem đến cho các bạn những diễn biến bất ngờ thú vị. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Có phải hắn chán chê cô rồi không? Tại sao cô cứ nghĩ mãi về hắn như thế? Điên thật rồi vứt điện thoại sang một xó cô trùng chăn kín đầu cố nhắm mắt ngủ nhưng vẫn không được trong lòng cứ bứt rứt kiểu gì đó rất khó chịu điện thoại đổ chuông cô đạp bay chiếc chăn ra ngoài với tay lấy điện thoại nhìn vào màn hình là số của anh ta cô ngồi bật dậy hắng giọng alo là anh em biết mà sao lại gọi giờ này em không mong anh gọi sao không anh gọi cũng được mà không gọi cũng không sao Tự nhiên cô nghe tiếng tút tút ở đầu dây bên kia. Nhìn vào màn hình thì đầu dây bên kia đã kết thúc cuộc gọi. Gì chứ? Đang nói chuyện sao lại tắt ngang như vậy? Hải Quỳnh bực mình ấn máy gọi lại. Đang nói chuyện sao anh tắt máy ngang vậy? Em không mong anh gọi nên anh cúp máy. Em đi ngủ đi, anh cúp máy đây. Từ từ đã, chưa gì đã vội tắt. Có ai bảo là không mong đâu. Thế Phong cười nhẹ trong điện thoại mất vài giây cũng nhanh trở về giọng nghiêm túc. Anh có việc quan trọng, mấy ngày sau mới về nên sẽ không đến gặp em được. Khi nào về anh sẽ bù. Thì ra hắn bận công việc, vậy mà cô cứ tưởng hắn đã chán cô rồi. Không sao, anh cứ lo việc của mình. Nhớ giữ ấm cơ thể, đừng mặc phong phanh, trời về đêm thường hay lạnh. Em biết rồi, anh cũng thế. Nghe được giọng của hắn, cô mới thấy yên lòng mà ngủ một giấc cho đến sáng. Ngày hôm sau, tại dãy núi phía bắc, Thế Phong cùng Đình Mạc băng qua dãy núi để tìm bà lão kia. Theo như đúng vị trí mà Đình Triệu gửi qua thì phải băng qua một rừng cây đại thụ ở phía trước. Bàn chân Thế Phong khựng lại, đảo mắt quan sát xung quanh một lượt. Đình Mạc trước nay luôn sát cánh cùng hắn trong nhiều cuộc chiến, nên chỉ cần nhìn sơ qua biểu cảm trên mặt của đại ca mình cũng thấy có gì đó bất ổn. Anh Phong có phải phía trước có bẫy? Chúng ta có bạn đồng hành. Đình Mạc rút súng ở tư thế sẵn sàng đảo mắt nhìn xung quanh. Với kinh nghiệm chinh chiến bao lâu này, không khó để có thể nhìn thấy đám người đang phục kích ở trên mấy cây cao cổ thụ kia. Đoàn! Những đầu súng chĩa về bọn người của Thế Phong, tiếng súng nổ liên tục vang cả một khu rừng. Thế Phong thân thủ nhanh như chớp, lộn vài vòng sang gốc cây ở đằng kia núp vào. Đình Mạc thân thủ cũng không tệ, núp sau gốc cây nhìn về phía trước bọn chúng quá đông anh phong không sao chứ tôi ổn cậu phải cẩn thận bọn chúng quá đông không biết người của bên nào có thể là bên alex hành tung của ta đã bị lộ chắc chắn đã có nội gián quan trọng bây giờ vẫn là tính mạng của bà lão đó nhưng bọn chúng quá đông chúng ta không thể đối đầu trực tiếp thế phong quan sát một lượt nhìn về phía tổ ong ở đằng kia bắn phá tổ ong kia đi chúng ta sẽ chạy thật nhanh về hướng đó. Rõ. Đình Mạc nhắm bắn một phát trúng ngay tổ ong. Ong vỡ tổ bay ra từng đàn kín mít một vùng trời. Hai người bọn họ nhanh rẽ về phía con đường kia. Đàn em của Alex nhìn thấy đàn ong bay về phía bọn chúng một tên hét lớn lên. Ông có độc, chạy mau. Thoát khỏi vòng vây của bọn người Alex, Thế Phong và Đình Mạc bị mất phương hướng trong rừng. Đi một hồi rồi cũng quay trở về nơi cũ anh Phong, chúng ta bị lạc rồi. Mau kết nối với đỉnh triệu tìm ra vị trí chúng ta đang đứng là ở đâu. Rõ. Anh Phong không thể kết nối. Chết tiệt, đi thôi, ở đây không an toàn. Nhìn lên bầu trời, nhìn đàn chim kéo vỡ đàn kéo nhau bay về phía bắc. Hắn cau mày thấy có gì đó bất ổn. Quay lại nhìn phía sau hét lớn. Chạy đi. Cả hai co chân chạy về phía trước từng đàn rơi khổng lồ đuổi theo âm thanh nghe trói cả một khu rừng anh phong cứ chạy thế này e rằng không ổn ông trời ban cho hắn một lỗ tai rất thính có thể nghe thấy được âm thanh rất nhỏ từ xa hắn lắng tai nghe được âm thanh tiếng nước chảy đình mạc rẽ hướng nghe được lệnh cả hai rẽ hướng về phía bắc đàn rơi vẫn tiếp tục bám theo mỗi lúc một đông bọn rơi như những con quỷ đói lâu ngày đánh được hơi người càng thêm nổi loạn anh phong phía trước là thác nước đang chảy xiết nhảy xuống rõ cả hai bị cuốn theo dòng nước đang chảy xiết không biết đổ ra đâu đàn rơi bị mất con mồi nên cũng sẽ hướng dòng nước cuốn hai người họ ra sau dãy núi quan sát xung quanh hình như bọn họ đã xuyên ra dãy núi kia đình mạc mau kết nối với đình triệu rõ anh phong anh phong đã kết nối đình triệu nhìn đại ca qua màn hình người ướt như chuột lột lên tiếng anh không sao chứ Tôi ổn Cậu hãy nhanh chóng định vị vị trí tôi đang đứng là đang ở đâu Anh chờ một lát sẽ nhanh thôi Không mất quá nhiều thời gian để định triệu xác định vị trí của bọn họ Anh Phong Hai người đã đi xa dãy núi Và đang đứng trên lãnh thổ của tộc mèo Còn bà lão kia Theo như vị trí trên màn hình Thì bà ta cũng đã tiến sâu vào tộc mèo Bà ta không tầm thường như chúng ta đã nghĩ Mẹ kiếp, địa bàn của tộc mèo không dễ đặt chân vào, tạm thời quay về. Rõ anh Phong. Phía bên Alex, hắn ta tức giận bắn chết một đàn em trong đám người đang quỷ phía dưới. Bọn mày là một lũ vô dụng, có mỗi bà già cũng không bắt được. Lão hắc báo đứng bên cạnh lên tiếng. Bà lão đó thoát ẩn thoát hiện rất bí ẩn, dường như bà ta biết trước được sự việc. Bà ta có là người hay ma, cũng phải đưa được bà ta về đây ta bắt đầu có hứng thú với bà lão đó rồi đấy. Biết đâu bà ta có ích trong công cuộc thí nghiệm lần này, đi làm ngay đi. Hôm nay đã là ngày thứ tư hắn không đến tìm cô. Hải Quỳnh ngồi chống cằm nhìn ra ngoài đường. Trời hôm nay mưa làm tâm trạng cô thêm u buồn. Hải Quỳnh. Nghe gọi, cô quay người lại thì thấy Kiến Hoa, một cảnh sát giỏi ở thành phố này, anh ta cũng là người giúp đỡ gia đình cô rất nhiều khi vừa dọn đến thành phố này sinh sống nhìn thấy kiến hoa cô vui mừng nở nụ cười tươi anh về thành phố khi nào vậy ạ à? anh về khi trưa em cho anh xin cốc trà gừng sai quá hải quỳnh thấy kiến hoa đứng không vững đi nhanh đến đỡ anh anh ngồi xuống đây chờ em một lát cô quay người đi vào trong một lát sau đem ra một ly trà gừng anh uống đi cho tỉnh Lần sau đừng uống nhiều, như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Anh biết rồi, cũng vì công việc thôi. Bác gái vẫn khỏe chứ em? Khỏe anh ạ. À, mẹ vẫn cứ nhắc anh suốt, bảo lâu rồi. Sao không thấy anh đến chơi? Kiến Hòa uống một ngụm từ từ đặt ly trà xuống bàn, quay sang nhìn cô. Ánh mắt mang cả một bầu tương tư. Có sẵn chút men trong người, cộng thêm bao nhiêu ngày không gặp mặt. Nỗi nhớ nhung như đang sôi sụp trong người anh ta không kiềm chế được bản thân, Kiến Hoa vòng tay ôm chặt cô vào lòng. "Hải Quỳnh, anh rất nhớ em, nhớ đến phát điên mất." Vì cái ôm bất ngờ, cô sững người chưa kịp phản ứng gì. Cô biết Kiến Hoa có tình cảm với mình, nhưng cô chỉ xem anh là một người anh trai tốt. Nhiều lần cô cũng muốn thử mở lòng đón nhận anh, nhưng chuyện tình cảm rất khó nói, không thể muốn yêu là yêu, tình yêu là thứ gì đó không thể cưỡng cầu hải quỳnh đẩy người kiến hoa ra nhưng anh ta vẫn cứ muốn ôm giữ chặt kiến hoa anh say quá rồi em sẽ gọi taxi đưa anh về hải quỳnh sao em vẫn không hiểu lòng anh anh thật lòng thương em chúng ta kết hôn được không em cô nhân mặt cựa quậy để có thể thoát ra khỏi vòng tay của kiến hoa ánh mắt cô nhìn ra ngoài cửa kính vô tình chạm ánh mắt một người thế phòng đứng ở đó từ bao giờ trên tay cầm bịch xoài lắc mà cô vẫn thích ăn gương mặt biến sắc ném mạnh bịch xoài xuống đất quay người mặt lạnh tanh ngồi vào xe phóng đi cô vùng ra khỏi người kiến hoa đứng dậy chạy ra ngoài đuổi theo xe của hắn mà gọi lớn thế phong hãy nghe em nói thế phong hắn nhìn qua gương chiếu hậu thấy cô chạy đuổi theo đến ngã xuống đất đập mạnh tay vào vô lăng nhấn chân ga tăng tốc hết cỡ chạy trong cơn mưa phùn Đình Mạc cầm ô đến đỡ Hải Quỳnh dậy Cô ôm mặt không cầm được nước mắt Đình Mạc giờ tôi phải làm sao Anh ấy đã nhìn thấy Cô bình tĩnh lại đi Bây giờ anh Phong đang rất giận cô Nên chọn cách im lặng Cả đêm đó cô không ngủ được Gọi điện liên tục nhưng hắn không bắt máy Nhắn tin cũng không trả lời Hiểu lầm như thế này Cô như muốn phát điên lên Thế Phong về căn biệt thự Ai nhìn thấy gương mặt đầy sát khí của hắn cũng phải sợ. Đạp bay cánh cửa phòng, hắn mở tủ lấy một chai rượu uống một hơi gần hết nửa chai. Ném mạnh chai rượu vào tường, từng mảnh vỡ bắn tứ tung khắp phòng. Hải Quỳnh, tại sao em phản bội sau lưng tôi? Đã hai ngày từ tối hôm đó, cô vẫn không thể liên lạc được với hắn. Đến căn biệt thự của Thế Phong, nhưng họ không cho cô vào vì chưa có lệnh của hắn không ai dám tự ý Cả ngày cô không làm việc gì ra hồn Tại sao hắn lại không cho cô một cơ hội Để giải thích Chị Hải Quỳnh Cô là Chị quên em rồi sao Em là Hải Đường em gái anh Thế Phong À em đến tìm chị có chuyện gì không Chị em mình đi làm vài chén chứ nhỉ Tâm trạng cô đang buồn Nên cũng gật đầu đồng ý Cũng được đi thôi Ngồi quán ở lề đường Cô liên tục rót rượu và ly uống say không biết trời đất gì. Hải đường cũng không vừa nâng ly cụng vào ly của Hải Quỳnh. Uống đi chị, uống cho quên hết sự đời. Đàn ông là cái đếch gì? Hải đường mặt đỏ ửng vì đã ngả ngả say, đập mạnh tay xuống bàn. Đúng, đàn ông là phù du. Anh trai em ấy, tưởng mình là ai, chứ chị đây chẳng thèm quan tâm. Thôi, chị đừng nhắc đến cái lão phong cục xúc đó. Em thấy mà còn muốn ngán. Không như anh đỉnh mạc của em, lúc nào cũng đáng yêu, Đình Mạc ngồi bàn bên cạnh nãy giờ anh ta đi theo để bảo vệ nghe nhắc đến tên mình cứ ngồi cắn lạc cười suốt uống hết hai chai rượu cô muốn uống nữa nhưng Đình Mạc đã đi sang ngăn lại đừng uống nữa hai người say lắm rồi đấy anh là ai thế tránh ra chủ quán cho hai chai rượu nữa ông chủ không uống nữa đâu Đình Mạc vác hai hải đường và hải quỳnh vào trong xe nhanh chóng đưa về nhà Đến nhà của cô, mẹ Hải Quỳnh nhanh ra đỡ lấy con gái vào nhà. Uống gì mà say dữ vậy con? Con không say mẹ ạ. Thế này mà bảo không say. Lên phòng mẹ pha nước gừng uống cho giải rượu. Lo cho hải đường xong xuôi. Đình Mạc đứng trước cửa phòng. Thế phòng do dự không dám gõ cửa. Cậu làm gì lấp ló trước cửa phòng tôi vậy? Đình Mạc giật mình quay lại vẻ mặt ấp úng. Anh Phong, Tối nay Hải Đường và Hải Quỳnh uống rất sai. Cậu nói với tôi điều này làm gì? Có liên quan đến công việc không? Dạ không. Tránh ra. Hắn mở cửa đi thẳng vào phòng mà không mấy bận tâm đến lời nói kia. Đình Mạc thở dài lắc đầu rời đi lý nhí trong miệng. Tình hình này có vẻ căng. Có lẽ uống quá nhiều nên cô thấy buồn nôn. Mở cửa phòng chạy ra ngoài sân nôn thốc nôn tháo hết ra những gì có trong bụng. Cô đứng thẳng người đưa tay vuốt vuốt ngực, ngửa mặt lên trời cô thở phì phò. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô đi thẳng ngoài đường chính bắt taxi đến thẳng căn biệt thự của Thế Phong. Cô người lắc lư cúi xuống tháo chiếc giày đang mang trong chân, đập mạnh vào cửa mà la hét trong đêm khuya. Thế Phong, anh mau ra đây, ra đây cho tôi. Thế Phong anh chết ở đâu rồi, mau ra đây cho tôi đám gác cổng nhìn thấy Hải Quỳnh như vậy cũng có phần hơi ái ngại, không dám thẳng tay, chỉ biết đứng lên tiếng khuyên nhủ. Cô Hải Quỳnh từng làm thế sẽ đánh thức anh Phong dậy đấy. Tôi là đang muốn đánh thức anh ta dậy. Thế Phong, anh xuống đây cho tôi. Mấy tên gác cổng mặt sợ đến tái đi. Trước giờ chưa có ai dám làm như thế này. Để đại ca của bọn chúng tức giận, thì chỉ xác định là thành heo quay, một tên đến lôi cô sang một góc. Bọn tôi xin cô đấy, đừng quậy nữa. Tránh ra. Tôi đứng đây gọi đến khi nào anh ta xuống thì thôi. Thế Phong bị tiếng ồn làm thức giấc. Hắn đi đến cửa sổ vén màn sang một bên. Nhìn xuống phía dưới thì thấy Hải Quỳnh đang giẳng co phía dưới. Hắn nói vào bộ đàn Cho cô ta vào. Rõ anh Phong. Được phép vào, cô sách giày chạy một mạch vào trong. Đầu tóc rối bời, quần áo sọc sạch. Cô khựng chân lại nhìn xung quanh căn biệt thự. Phòng anh ta đi lối nào nhỉ? Lối này. Cảm ơn. Nghe giọng thấy quen quen, cô quay người lại, cả khuôn mặt đỏ ửng đập vào trước ngực Thế Phong. Cô đưa tay lên xoa xoa đầu. Đau quá, bức tượng này ở đâu ra thế? Cô vùng chân đạp vào chỗ hiểm của hắn. Thế Phong thân thủ nhanh nhẹn, xoay một vòng đứng sau lưng cô, vòng tay qua cổ giữ chặt. Có lẽ vì quá say nên cô chưa định hình được là hắn. Cô vùng vằng la hét vang khắp căn nhà, buông ra, bỡ bà con có kẻ bắt cóc. Thế Phong nhanh tay bịt miệng cô lại tránh đánh thức Hải Quỳnh. Cô gái đó mà tỉnh dậy thì còn rắc rối hơn. Im miệng, ai bắt cóc cô? Cô say người lại, ngẩng mặt lên đưa hai tay áp sát vào má của Thế Phong. Cô cười đúng chất là một người say. Anh chịu xuất hiện trước mặt em rồi sao, đáng ghét thật. Làm loạn như vậy đủ chưa? Về đi. Không về. Phải về. Không. Hắn cúi xuống bế cô lên đi thẳng ra cổng. Mặc cho cô vùng vằng la hét. Người ta đã bảo là không về rồi mà. Không về đâu. Hắn vẫn bế cô ra ngoài xe. Khi cánh tay hắn vừa mở cửa. Cũng là lúc cô vòng tay qua cổ hắn kéo mạnh xuống. Mà hôn lấy một cách say mê. Nụ hôn ấy không còn rụt rè, không còn vụng về, nụ hôn mang bao nỗi nhớ nhung từng ngày của cô thế phòng khá bất ngờ bởi hành động của cô nụ hôn của cô như ngọn lửa thiêu đốt tất cả sự giận dữ trong lòng của hắn bàn tay hắn siết chặt tấm lưng của cô mà hôn đáp trả quay người đi vào trong nhà đi thẳng lên phòng đám lính gác cổng bên ngoài nhìn thấy cũng nhanh quay mặt đi như chưa từng thấy gì họ nhìn nhau mà ôm miệng cười thầm nhẹ nhàng đặt cô xuống giường Hắn nhìn cô hỏi lại một lần nữa Bây giờ em về còn kịp Cô ánh mắt nhìn hắn say xưa Ánh mắt của sự u mê Trong cái gọi là tình yêu của tuổi mới lớn Không về Hắn cười nhẹ ghé sát vào tai cô thì thầm Đêm nay em chính thức trở thành người đàn bà Của Thế Phong tôi Những rào cản trên người của cả hai Được lột bỏ một cách nhanh chóng Cơ thể của một cô gái 19 Ngay lập tức ập vào mắt hắn thế phòng cúi xuống cắn mạnh vào môi cô, làm cô phải giật mình mà ôm miệng. Người đàn ông đó là ai? Anh bẩn tính thế. Nói mau. Chỉ là một người anh đã giúp đỡ em thôi. Chưa gì anh đã phóng xe đi không cho người ta cơ hội giải thích. Tại sao lại để cho nó đụng vào người? Khi đó anh ấy say nên mất kiểm soát, em phản ứng không kịp. Tốt nhất là như vậy, còn có lần sau thì ngay cả tính mạng của nó cũng khó mà giữ. Có thể nào đừng nhắc lại chuyện này được không? Nhìn vẻ mặt đang sợ của cô Cơ mặt hắn cũng nhanh giãn ra Đưa tay vuốt một bên má cô Hôm nay dám uống cả rượu Đến đây làm loạn nữa cơ đấy gan em cũng lớn lắm Không lớn đâu Tại nhớ anh nên làm liều Lời nói đầy mật ngọt của cô Như đang đốt cháy dục vọng trong người của hắn Môi hắn mân mê môi cô Anh cũng nhớ em Thật không Em sẽ biết ngay thôi mối tình đầu bao giờ cũng đẹp và làm cho con người ta lưu luyến không thôi ánh sáng nhẹ nhẹ của buổi sáng làm cô tỉnh giấc nhớ lại đêm hôm qua cô ôm miệng cười em dậy rồi sao thế phong đi đến giường nhấc bổng cô lên ngồi trên đùi hắn buộc lại mái tóc đen dài cho cô anh rất thích mái tóc dài này rất đẹp cô quay mặt sang véo vào mũi hắn chứ không phải anh thích mấy cô chân dài à Em nghĩ sao? Chắc không phải vì em chân ngắn." Thế phòng xoa xoa đầu cô, đặt một nụ hôn nhẹ vào chán, hắn đang nâng niu trân trọng người đàn bà bên cạnh mình. Ăn xong anh đưa em về. "Vâng." Cả hai vừa bước ra cửa đã chạm mặt Hải Đường, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài, nhìn thấy hai người bọn họ cùng đi ra từ trong phòng. Cô ấy chố mắt lên nhìn chỉ tay vào trong phòng. Hai người khi tối ở cùng nhau. Vì ngại nên Hải Quỳnh quay mặt đi hướng khác Thế Phong đẩy người Hải Đường sang một bên Anh chưa xử tội em uống rượu đâu Xuống nhà cùng ăn đi Chị ấy cũng uống sao anh không mắng Mà mắng mỗi mình em Hắn cầm tay cô đi xuống dưới nhà Hải Đường đứng nhìn theo cười ly nhí trong miệng Đúng là dại gái mà Hôm nay là tròn một tháng kỷ niệm cô ở bên hắn Cầm bông hoa Hải Quỳnh đã được ép khô đưa trước mặt trong ánh nắng nhẹ nhẹ của buổi sáng cô say sưa ngồi ngắm không biết thế phong có thích món quà trẻ con này của cô hải quỳnh cô quay đầu lại thấy kiến hoa nhanh kẹp bông hoa vào trong một cuốn sách vì chuyện tối hôm đó nên cả hai đều thấy rất ngại hôm nay anh không đi làm à anh tranh thủ ghé vào thăm em một lát hải quỳnh anh xin lỗi vì sự bồng bột của mình tối hôm đó em quên rồi không còn nhớ gì nữa đâu nhưng tình cảm anh dành cho em là thật lòng anh chỉ hy vọng em cho anh một cơ hội kiến hoa anh cũng biết rõ trong lòng em nghĩ gì mà đúng không anh có thể chờ được chờ đến khi nào em chấp nhận anh anh đừng cố chấp nữa được không trong lòng em đã có người để thương kiến hoa mặt hụt hẫng đặt những hộp thuốc bổ xuống bàn anh thấy em gầy đi nhiều rồi đấy thuốc này rất tốt em nhớ uống anh đi đây kiến hoa em không cần nói gì nữa đâu Hãy để anh ở bên cạnh em như thế này là đủ, chỉ cần em cần, anh sẽ có mặt." Kiến Hoa ra đến cửa, đụng mặt Thế Phong đi vào. Hai người đi lướt qua nhau, nhưng ánh mắt không ngừng nhìn về phía đối phương. "Anh đến rồi sao? Chờ em một lát nhé." Thế Phong nhìn những hộp thuốc trên bàn, hắn ôm hết vứt vào thùng rác ở ngoài kia. Hải Quỳnh đi ra nhìn trên bàn không thấy những hộp thuốc đâu, cô lên tiếng hỏi: anh có thấy mấy hộp thuốc để trên bàn đâu không vứt rồi sao lại thế dường như em không để tâm đến lời nói của anh nhìn gương mặt không mấy vui vẻ của hắn cô biết là hắn đang muốn nói điều gì cô ngồi trên đùi hắn vòng tay qua tựa đầu anh lại ghen rồi anh không muốn thấy bất kỳ một người đàn ông nào luẩn quẩn xung quanh em rồi em biết rồi em có món quà này tặng anh nè chờ em một lát nhé cô đưa quyển sách về phía hắn mở trang chính giữa hoa hải quỳnh hiện ra trước mặt thế phong cầm lên một cánh nâng niu cơ mặt của hắn giãn ra trông thấy anh thích không hoa hải quỳnh phải em muốn anh luôn nhớ về em thế phong đặt bông hoa lên tim cầm chặt tay cô em sẽ mãi luôn ở đây mãi mãi là bao lâu đến hơi thở cuối cùng lão già hắc báo nhìn những tấm hình trên tay lão ngã ngửa ra sau bật cười lớn thế phong ơi là thế phong mày cũng biết yêu nữa cơ đấy bắt đầu ánh mắt đầy thù hận khi nhắc đến thế phong bây giờ chúng ta nên làm gì sai lầm của nó là đã dính vào đàn bà thời cơ chúng ta đã đến hải quỳnh đóng cửa xốp hoa ngồi trên chiếc xe đạp trở về nhà trên đường cô ghé vào mua ba bịch tàu hũ giờ trước mặt chụp lấy một tấm hình gửi qua cho thế phong ngon không em mua cho anh đấy Đợi em nhé. Cô vui vẻ tắt điện thoại đạp xe thật nhanh về nhà, rồi tranh thủ sang căn biệt thự của hắn. Xe rẽ vào con hẻm đi vào nhà. Xe dừng gấp, mấy bịch tàu hũ rơi xuống đất. Cô chết lặng khi thấy chính tay Thế Phong ném ngọn đuốc vào căn nhà của cô, ngọn lửa bốc cháy lớn. Hải Quỳnh vứt xe sang một bên không còn biết gì, lao thẳng vào ngọn lửa đang cháy lớn kia. Thế Phong nhìn thấy cũng nhanh chạy đến ôm chặt lấy người cô buông ra mẹ và em trai em đang ở trong đó mau buông tay ra em không được vào cô khóc lớn bỏ lê lết đưa tay về phía trước mà la hét mẹ ơi đợi con mẹ ơi buông ra tôi phải vào cứu mẹ thế phòng đánh Hải Quỳnh ngất đưa vào xe chạy thẳng về căn biệt thự ngọn lửa càng lúc càng lớn căn nhà chìm trong biển lửa tỉnh dậy Hải Quỳnh ngồi thất thần trong phòng có phải đây là mơ cô tát liên tiếp vào mặt mình đến đỏ cả hai bên má cô thấy đau cô ôm mặt khóc trong hoảng loạn như người điên xông thẳng ra khỏi phòng đến cổng đám người gác chặn cô lại cô cầm con dao nhọn đưa sát vào cổ nên không ai dám manh động mở cổng cho cô đi chạy chân trần về căn nhà trước mặt cô là một đám cho tàn cô lao vào mà đào bới nước mắt không ngừng rơi mẹ đang ở đâu trả lời con đi em ơi em đang ở đâu trả lời chị đi Hải Quỳnh kêu gào đến thấu tâm can nhưng không gian vẫn im ắng đến đáng sợ chỉ còn tiếng khóc của cô vang vọng Thế Phong lặng lẽ đặt bàn tay lên vai cô cô quay lại đưa gương mặt ướt đẫm nhìn hắn không còn là ánh mắt yêu thương ngày nào cô đứng dậy đấm liên tục vào người hắn tại sao anh lại giết họ tại sao vậy chứ tại sao giết mẹ và em trai tôi một cách tàn nhẫn như thế Thế Phong cứ đứng yên như thế cho cô đánh đình mạc chạy đến lôi người hải quỳnh ra trấn an cô bình tĩnh lại đi anh tránh ra chính hắn đã giết mẹ và em trai của tôi những gì cô nhìn thấy chưa hẳn là sự thật vậy sự thật là gì khi chính mắt tôi thấy anh ta đốt nhà tôi anh nói đi đình mạc quay sang nhìn mặt thế phong hắn gương mặt vẫn lạnh lùng như vậy đình mạc buông cô ta ra hải quỳnh đi đến đứng đối diện trước mặt hắn ánh mắt đau đớn đến tột cùng Hãy nói những gì tôi thấy không phải là sự thật. Anh nói đi, nói đi. Hắn nhìn cô nhưng im lặng, sự im lặng đến đáng sợ. Bàn tay cô buông thõng thụt lùi về phía sau, nước mắt chảy dài nhìn hắn lắc đầu. Tôi hận anh, hận đến thấu xương, hận đến suốt cuộc đời. Cô quay người bỏ chạy, bỏ lại nơi đau thương này và bỏ luôn cái tình yêu ngọt ngào kia. Đình Mạc đuổi theo Thế Phong lê tiếng. Để cô ấy đi đi, Tại sao anh không giải thích cho cô ấy hiểu Kể từ giây phút này Cô ta không còn liên quan đến tôi Ngồi trên xe nhìn bông hoa hải quỳnh trên tay Hắn nhắm mắt Ngả người ra sau ghế áp sát bông hoa lên ngực Nơi trái tim cũng đang nhói theo Từng giây từng phút Trời đổ cơn mưa Hải Quỳnh cứ thế chạy mãi, chạy mãi trong vô thức. Cô không biết mình phải chạy về đâu. Cô không biết phải đối đầu sự thật này như thế nào chỉ trong một đêm cô mất tất cả. Mất đi người thân và mất luôn tình yêu đẹp như nắng ban ngày kia. Cô ngã khụy giữa lòng lề đường. Cô mệt rồi, không muốn thở nữa. Đến một giọt nước mắt cô cũng không thể nào rơi nổi. Cú sốc này làm sao cô có thể vượt qua. Hình ảnh trước mặt cô mờ dần mờ dần rồi tắt hẳn. Cô ngất lịm trên đường và chính bản thân cô cũng không muốn mình tỉnh. Một chiếc xe dừng bên cạnh cô, bàn chân của ai đó tiến lại gần Hải Quỳnh, điếu thuốc rơi xuống đất, một bàn tay nâng bế cô lên đặt vào trong xe chạy thẳng về phía trước. Ngọn lửa kia đã thiêu đốt luôn tình yêu của cô dành cho hắn. Cô hận chính bản thân mình đã trao tình cảm cho một người tàn nhẫn. Ngay từ giây phút này, đừng ai nhắc tên người đàn ông ấy. Cô tỉnh dậy thấy mình nằm trong một căn phòng lạ, bước xuống giường, mở cửa cô bước xuống cầu thang nghe thấy tiếng người cô khực lại. Lô hàng kia đã giải quyết xong chưa? Sạch sẽ rồi lão đại. Tốt, đừng để phạm sai lầm lần nữa, nếu không 10 cái mạng của mày cũng không đủ. Rõ, lão đại. Cô nghe cuộc nói chuyện với bọn họ rất giống người cùng trong giới với Thế Phong. Cô quay người đi lên thì một tên dí súng vào người cô. Ai cho nghe lén? Lão hoắc nghe tiếng động hắn ra hiệu cho đàn em đưa cô xuống. Cô tỉnh rồi sao? hải quỳnh ánh mắt không còn sợ sệt như lúc trước vì bây giờ cuộc sống đối với cô là vô nghĩa mấy người là ai tại sao tôi lại ở đây tôi thấy cô ngất bên đường nên đưa về đây tại sao ông không để tôi chết luôn ở ngoài kia cứu tôi làm gì cô còn trẻ chuyện gì cũng có hướng giải quyết không nên bi quan như thế nếu cô muốn tôi sẽ giúp cô đòi lại công bằng ông biết tôi gặp chuyện gì sao người mà cô đang hận cũng chính là người tôi hận nhắc đến hắn bàn tay cô siết chặt lại sự thù hận trong cô quá lớn lớn đến nỗi lấn át luôn cả những ngày tháng ngọt ngào khi còn ở bên nhau lý trí cô đang dần bị lu mờ ông chắc là có thể giúp được phải hỏi là cô có đủ can đảm để chịu đựng những cơn đau về thể xác hay không muốn báo thù cô phải là kẻ mạnh được chỉ cần khiến hắn phải đau đớn có thế nào tôi cũng chấp nhận đi theo tôi trong phòng thí nghiệm tên alex cùng lão già hắc báo đứng bên ngoài cửa kính nhìn hải quỳnh đang bị tiêm chất gì đó vào trong cơ thể nước đi này của ông khá thâm độc đấy hắc báo anh quá khen rồi chúng ta không cần làm gì chỉ việc ngồi xem kịch hay sắp diễn ra hai tên nhìn nhau cười lớn trong phòng thí nghiệm hải quỳnh nhắm mắt chịu đựng những cơn đau về thể xác nhưng không đau bằng vết thương lòng của cô ngay lúc này hai tuần sau Thấy Phong những đầu ngón tay gõ gõ trên mặt bàn Nhìn lên màn hình phía trước kết nối với Đình Triệu Cậu thăm dò địa hình ở bộ tộc mèo như thế nào rồi? Theo như thông tin thì ngày rằm tháng này Bộ tộc mèo mở cửa nhiệt tình chào đón bộ tộc sói Lúc đó chúng ta có thể cải trang Hòa vào dòng người tiến sâu vào trong bộ tộc mèo Được cứ như kế hoạch Cậu phải nắm rõ lối thoát nếu như kế hoạch thất bại Rõ anh Phong Màn hình tắt, hắn đi đến kệ sách lấy ra một quyển, mở trang chính giữa, là hình ảnh bông hoa hải quỳnh. Hắn cầm lên đặt vào trong tim ánh mắt buồn bã. Tôi thương em Hải Quỳnh. Đình mạc bên ngoài gõ cửa. Anh Phong. Hắn đặt bông hoa vào chỗ cũ, gương mặt trở về vẻ lạnh lùng như mọi ngày. Vào đi. Tối nay 8 giờ anh có hẹn dùng cơm với lão nhị đấy anh. Tôi biết rồi, cậu cứ chuẩn bị. Thế phòng trong bộ áo vest đen cả người toát ra một khí chất ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ hai người canh giữ trước cửa phòng nhìn thấy hắn đi đến nhanh cúi đầu chào mở cửa bên trong bàn ăn đã chuẩn bị sẵn ngồi đối diện là một cô gái nét đẹp hiện đại cô ta là như nguyệt con gái của lão nhị như nguyệt nhìn thấy thế phong bước vào cô ta nhanh đứng dậy đưa tay ra về phía trước Ngài dành nhất phòng đã lâu Hôm nay mới được gặp mặt Thật vinh hạnh cho tôi Hắn làm lơ cái bắt tay kia Đi đến ghế ngồi Làm cho Như Nguyệt có chút hụt hẫng Lão nhị đâu Sao cô lại đến Bà tôi có chút chuyện đột xuất Nên tôi đến thay Hắn cười nhếch miệng Lắc ly rượu trên tay Đột xuất hay cố tình Anh như vậy là có ý gì Xưa nay thấy phòng tôi Không bàn chuyện với con gái Cô có thể về Thiên hạ đồn không sai Nhất Thế Phong thật ngông cuồng. Đình Mạc đứng bên cạnh lên tiếng: "Cô nên ăn nói cho cẩn thận." Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Đình Mạc đi ra, trước mặt là nhân viên đẩy xe đồ ăn. Anh ta ra hiệu cho đám người canh giữ dùng kim thử tất cả những món ăn trên xe, khi mọi thứ đã được an toàn mới được cho vào. Người nhân viên kia cúi mặt đẩy xe đồ ăn đi lướt qua Đình Mạc, đi thẳng vào trong phòng. Từng đĩa thức ăn được người nhân viên kia lần lượt đặt trên bàn. Thế phòng người được hương thơm quen thuộc, hắn ngả lưng ra sau ghế, nhìn trăm trăm người nhân viên kia. Nhìn sang cô gái ngồi đối diện bàn, bàn tay người nhân viên siết chặt đĩa thức ăn, liếc nhìn sang Thế Phong, thấy hắn đang nhìn mình, ngay lập tức người nhân viên rút ra một con dao, giấu sẵn chỗ hiểm trong người, đâm thẳng về phía hắn, động tác nhanh gọn dứt khoát không thua gì hắn, Thế Phong thân thủ nhanh nhẹn, xoay người vung chân đạp đổ bàn ăn về phía đối thủ. Người kia bật nhảy lộn một vòng đạp chân vào tường, bàn chân đáp nền chắc chắn. Nghe tiếng ồn đình mạc chạy vào hỗ trợ Thế Phong. Ai đã sai người đến cũng to gan lắm mới dám ám sát nhất Thế Phong. Người kia ánh mắt màu đỏ không quan tâm đến lời nói của đình mạc như cơn vũ bão xông thẳng về phía Thế Phong. Đình mạc xông lên đánh trả Mặc dù thân thể anh ta tuy có nhanh nhẹn, nhưng so với thân thủ người kia, anh ta không phải là đối thủ. Hai người tranh đấu được một lúc, đỉnh mạc thất thủ vì đối phương quá mạnh. Người kia một tay nhấc bổng đỉnh mạc lên không trung ném thẳng vào tường, máu anh ta phun ra. Thế Phong đứng đó quan sát từ đầu đến cuối, đi đến đỡ lấy đình mạc. Hắn nhìn đối thủ, vẻ mặt lạnh như băng, bàn tay siết chặt đến nổi cả gân xanh, người kia ánh mắt đáng sợ xông đến hắn như muốn đâm xuyên. Thấy phòng đẩy đình mạc sang một bên, xoay người tránh mũi dao kia, đánh trả một cách quyết liệt. Xưa này chưa một ai xứng đáng là đối thủ của hắn, nhưng lần này xem ra hắn đã có đối thủ. Đối phương như điên cuồng vung chân về phía hắn, cú đá nào cũng đều dứt khoát và mạnh mẽ. Thế phòng nhanh như chớp, nghiêng đầu né cú liên tiếp từng cú đá. Sau khi phòng thủ hắn nhanh đánh trả, xoay người bẻ tay đối phương con dao trên tay người kia rơi xuống nền bàn tay thế phong thu lại hình nắm đấm đấm về vào bả vai của đối thủ nhưng nửa chừng hắn ngửi thấy được mùi hương thơm tóc quen thuộc của hải quỳnh hắn nhanh tay thu lại ngay lập tức ăn chọn một cu đấm vào ngực của đối phương người hắn thụt lùi về phía sau lưng đập mạnh vào tường đình mạc nhanh chạy đến đỡ lấy hắn anh phong không sao chứ tôi ổn cậu nghỉ ngơi đi Tại sao lúc nãy anh lại chần chừ mất tập trung, đối thủ này rất mạnh, anh phải cẩn thận. Đối phương nhặt con dao tiếp tục tấn công về phía Thế Phong, Đình Mạc đứng ôm ngực quan sát, anh ta thấy lạ tại sao lần này đại ca chỉ phòng thủ và không đánh trả, anh ta càng thấy sốt ruột hơn. Thế Phong vừa phòng thủ vừa quan sát đối thủ, nhưng đối phương thì lại liên tiếp ra những đòn chí mạng, người kia chĩa mũi dao về phía hắn ép sát về phía tường. Hắn một chân đạp tường tạo lực đẩy bật nhảy qua đầu Đồng thời bàn tay hắn lột bỏ mặt nạ của người kia Một mái tóc đen dài buông ra bay phất phơ Một gương mặt quá đỗi quen thuộc hiện rõ sau lớp mặt nạ kia Đình Mạc nhìn thấy ngạc nhiên mà phải thốt lên Hải Quỳnh Hải Quỳnh ánh mắt vô hồn xoay người tiếp tục tấn công về phía hắn Đình Mạc thấy tình hình không ổn Thế nào đại ca cũng không thể ra tay đánh trả anh ta nhanh chạy đến hỗ trợ anh phong hải quỳnh cô ấy tại sao lại trở nên mạnh như vậy thế phong nhìn vào sâu đôi mắt màu đỏ của hải quỳnh bàn tay hắn siết chặt ai đã làm người con gái hắn yêu thương thành ra thế này cô ấy không còn là hải quỳnh trước đây anh phong nếu anh không đánh trả chỉ phòng thủ thì e rằng tôi biết phải làm gì cậu đang bị thương tránh ra đi hải quỳnh chĩa mũi dao đâm thẳng về phía hắn hắn vẫn đứng yên như vậy không né tránh không đánh trả lấy từ trong túi ra bông hoa hải quỳnh trước đây cô đã làm tặng cho hắn giờ trước mặt nhìn sâu vào mắt cô mũi dao vừa chạm vào ngực hắn bàn tay hải quỳnh khựng lại mắt cô nhìn vào bông hoa trở về bình thường tận sâu trong đó là những giọt nước mắt bàn tay cô trở nên run run một tia lửa chạy xẹt qua hình ảnh cả căn nhà chìm trong biển lửa, đôi mắt cô trở nên đỏ ngầu, ánh mắt vô hồn ấn mạnh mũi dao vào ngực hắn, một dòng máu chảy ra, hắn giữ chặt tay cô nhìn sâu vào đôi mắt ấy, tôi nhớ em Hải Quỳnh, Thế phòng đặt bông hoa lên con tim đang dỉ máu kia, cầm lấy bàn tay kia của cô áp chạm vào bông hoa Hải Quỳnh, dù thế nào em vẫn mãi mãi ở trong đây tôi Ánh mắt cô trở về bình thường Bàn tay cô thả lỏng cán dao Một dòng nước mắt chảy dài Cô khóc trong vô thức Thế Phong đánh vào sau gáy Hải Quỳnh Cô ngất lịm đi Hắn bế bổng cô trên tay Đi thẳng ra khỏi phòng Đình Mạc lập tức trở về khu thí nghiệm Rõ anh Phong Ngồi trên xe Thế Phong ôm chặt cô vào lòng Mặc kệ cho vết thương trên ngực hắn Đang dỉ máu Hắn áp sát mặt hắn vào mặt cô anh không cho phép ai làm vấy bẩn tâm hồn của em, Hải Quỳnh. Trở về khu thí nghiệm, hắn bế đi vào trong vẻ mặt lo lắng. Chưa bao giờ hắn mất bình tĩnh như lúc này. Hoa Thiên Cô gái có vẻ đẹp sản dị trong chiếc áo blue, chạy ra nhìn thấy Phong, trên tay bế một người con gái. Ánh mắt Hoa Thiên thoáng buồn. Anh Phong, cô gái này cô ấy có thể đã bị tiêm gì đó vào người sức mạnh vượt trội hơn hẳn người khác hòa thiên đi đến chiếu đèn vào mắt hải quỳnh phát hiện có điều gì đó bất ổn anh đặt cô ấy xuống kia em cần tiến hành kiểm tra có thể cơ thể cô ấy đã bị thay đổi cấu trúc hãy làm cô ấy trở về bình thường em sẽ cố gắng hết sức anh yên tâm đứng nhìn hải quỳnh nằm yên bất động trên ghế hòa thiên tâm trạng phân vân có nên cứu chữa cho cô gái này không Nhìn biểu hiện lo lắng vừa rồi của Thế Phong không khó để nhận ra. Cô gái này có vị trí rất quan trọng trong lòng hắn. Sự đố kỵ phút chốc hiện rõ trong ánh mắt của Hoa Thiên. Quay người cầm lấy kim tiêm trên tay, Hoa Thiên tiến đến gần chỗ Hải Quỳnh. Cô ta do dự, bàn tay siết chặt ống tiêm, lắc đầu vài cái cho tỉnh táo rồi cũng từ từ tiêm vào người cô. Đã hai ngày trôi qua, cô vẫn chưa thể tỉnh lại càng làm Thế Phong đứng ngồi không yên. Ngồi bên cạnh cô, hắn nắm chặt tay gục đầu. Tại sao cô không mở mắt ra nhìn hắn? Hòa Thiền đứng bên ngoài nhìn qua cửa kính ánh mắt buồn bã. Yêu thầm một người cảm giác thật khó chịu. Muốn nói nhưng lại có gì đó chặn lại ở cửa miệng. Hòa Thiền chỉ biết chôn giấu tình cảm đó vào lòng. Đẩy cửa đi vào bàn tay cô ta đặt lên vai Thế Phong cả ngày hôm nay anh ngồi đây canh giữ cũng mệt rồi nên về phòng nghỉ ngơi. Tại sao cô ấy vẫn chưa tỉnh? Có lẽ vì điều gì đó mà cô ấy không muốn tỉnh lại. Hắn đưa bàn tay vuốt má cô. Em hận anh đến vậy xa Hải Quỳnh. Nằm bên cạnh ôm chặt cô vào lòng, mùi hương này đã khiến hắn mê mẩn. Ấy vậy mà hôm nay đã trở thành thủ hận. Hắn cứ nghĩ nếu giữ cô bên cạnh mình thì sẽ gặp nguy hiểm nhưng hắn lại không ngờ tâm hồn cô lại bị kẻ khác vấy bẩn. Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Hãy mở mắt ra nhìn anh một lần thôi, Hải Quỳnh. Đến đêm khi mọi thứ dần đi vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều của cả hai. Cô từ từ mở mắt nhìn xung quanh căn phòng, vẫn là một gam màu quen thuộc cùng mùi hương của người đàn ông ấy. Đối với cô đã từng rất ngọt ngào. Đưa bàn tay, dài dài hai bên thái dương Cô dần nhớ lại mọi chuyện, nhìn sang bên cạnh thấy Thế Phong đang ôm mình, hình ảnh cả nhà cô chìm trong biển lửa lại hiện về. Cô vùng dậy, ngồi trên người hai tay siết chặt cổ hắn. Hắn mở mắt nhìn cô, với tay mở ngăn kéo lấy ra một khẩu súng ngắn đưa trước mặt cô. Nếu giết anh có thể xóa đi được nỗi thù hận trong người em thì cứ ra tay. Hải Quỳnh nhanh tay chụp lấy chĩa đầu súng vào đầu hắn, mà lòng đau xé tận tâm can cô cố nuốt nước mắt vào trong, không cho phép mình khóc vì người đàn ông này, người đã sát hại mẹ và em trai cô. Hải Quỳnh do dự không nỡ xuống tay. Tại sao anh lại giết cả nhà tôi? Bọn họ có lỗi lầm gì? Đó là cách anh yêu tôi sao? Nhất thế phòng anh không làm gì có lỗi với em. Cô bật cười ánh mắt thủ hận xen lẫn đau đớn. Đêm hôm đó chính mắt tôi nhìn thấy. Anh bảo tôi phải như thế. Tại sao anh đưa tôi vào cái gọi là mật ngọt của tình yêu? rồi nhẫn tâm đẩy tôi xuống địa ngục. Tại sao vậy? Tôi đã làm gì sai với anh? Hải Quỳnh nước mắt tuôn trào cô không thể kìm nén được nỗi đau trong lòng. Hắn đưa những đầu ngón tay chạm vào những giọt nước mắt kia. Cô hất mạnh tay quay mặt đi. Thế Phong lật người cô lại, cả cơ thể to lớn của hắn nằm đè lên người cô. Hải Quỳnh đẩy người hắn ra, nhưng sức lực của cô không còn, cơ thể cô bây giờ yếu hơn cả con ốc sên anh đã làm gì cơ thể tôi anh không cho phép ai làm vấy bẩn tâm hồn người phụ nữ của nhất thế phong này cô nhìn hắn đáp trả dứt khoát tôi không còn là người của anh em không có quyền được lựa chọn hắn ngông cuồng ghi chặt người cô một cách điên cuồng sự nhớ nhung dồn nén bao ngày qua trong người hắn như được giải tỏa nếu được hắn chỉ muốn nuốt chọn lấy cô hải quỳnh nghiêng đầu né tránh cô không cho phép mình mềm lòng một lần nữa trước người đàn ông này cô chống cự một cách kịch liệt tránh ra đừng đụng vào người tôi thế phong đưa hai tay cô lên đỉnh đầu ghi chặt môi hắn mơn trớn từng chút từng chút một trên bờ môi đầy vị ngọt của cô từ từ đưa cô vào cơn say của ái tình hình ảnh căn nhà chìm ngập trong biển lửa tiếp tục xẹt ngang trong đầu như bừng tỉnh cô cắn mạnh vào môi hắn đến khi ngửi được mùi máu tươi nhưng hắn vẫn không chịu rời khỏi đôi môi cô hải quỳnh với tay lấy khẩu súng chĩa vào đầu mình ánh mắt kiên định hắn từ từ rời khỏi đôi môi nhìn cô ánh mắt đầy sự yêu thương nếu anh còn tiếp tục thì tôi không ngại chết trước mặt anh hắn trèo ra khỏi người lấy chăn đắp trên người cô cẩn thận dặn dò em nghỉ ngơi đi anh đi giải quyết công việc lát anh về Nhìn hắn rời khỏi phòng Cô ngồi dậy co do một góc Ôm mặt khóc Cô nhớ mẹ, nhớ em trai Cô trách bản thân mình Tại sao lại không thể ra tay Tại sao lại để con tim lấn át đi lý trí Nếu còn tiếp tục ở đây Cô sợ mình lại mềm lòng Ngồi bật dậy cô đi đến mở cửa Bên ngoài có hai tên đứng canh giữ Nhìn thấy cô bọn chúng cúi đầu Chị cần gì Tôi muốn ra ngoài Xin lỗi không có lệnh của anh phong tụi em e không dám làm trái mấy người không có quyền gì giam giữ tôi chị thông cảm cho tụi em đây là lệnh hải quỳnh tức giận đóng mạnh cửa phát ra một tiếng rầm tìm xung quanh căn phòng xem có gì để đu xuống phía dưới tiếng cạch cửa đình mạc bước vào lên tiếng cô đừng cố gắng vô ích tôi không thể ở đây ở bên cạnh một người máu lạnh đã giết chết gia đình tôi tôi cứ nghĩ thời gian cô ở bên cạnh anh phong thì cũng hiểu con người của anh ấy rồi chứ anh muốn tôi hiểu như thế nào khi chính mắt tôi nhìn thấy anh ta ném ngọn lửa đó vào căn nhà nguyên nhân dẫn đến hành động vậy cô đã từng hỏi tại sao anh ấy làm như vậy chưa câu hỏi của đình mạc làm cô khựng lại tại sao hắn lại làm như vậy đến giờ cô vẫn không thể hiểu tôi tôi không biết tôi hiểu được cảm giác mất đi người thân nó đau đớn như thế nào Tôi cũng đã từng trải qua cảm giác đó, nên hiểu được sự thù hận thật sự đã làm lu mở đi ý chí trong cô. Nhưng tôi khẳng định anh Phong trước sau như một, không làm gì có lỗi với cô. Đêm hôm đó chính anh cũng có mặt ở đó. Chính tay tôi đã đổ xăng vào căn nhà đó. Tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao? Để giải thoát cho mẹ và em trai của cô. Anh nói vậy là có ý gì? Đình Mặc ngồi xuống ghế chậm rãi kể lại mọi việc tối hôm đó chúng tôi nhận được thông tin có người thứ hai biết về loài hoa kỳ lạ kia nên tức tốc đi đến nhưng vừa đến nơi thì thấy mẹ và em trai cô từ trong nhà chạy ra mặt của họ đã bị biến dạng đầu óc không còn được tỉnh táo ôm đầu lăn lóc dưới đất đau một cách vật vã nhìn sơ qua cũng đoán được bọn họ đã bị tiêm một loại virus vào người hủy hoại cơ thể không còn cách nào khác chúng tôi giúp họ giải thoát Cô ôm ngực nước mắt chảy dài. Tại sao không đưa họ đi điều trị, tại sao lại chọn cách đó? Đình Mạc lắc đầu nói trong bất lực. Vô ích không thể cứu chữa. Anh gạt tôi đúng không? Việc tôi nên nói cũng đã nói, cô có quyền tin hoặc không. Nhưng cô nên tin vào tình yêu của anh Phong bởi nó là vĩnh cửu. Đình Mạc ra đến cửa, cô lên tiếng. Ai đã gây ra chuyện này? Cô nên quên sẽ tốt hơn. Thế Phong gương mặt mệt mỏi trở về căn biệt thự sau khi giải quyết xong công việc ở ngoài kia. Nhìn thấy người giúp việc bê mâm cơm từ cầu thang đi xuống. Hắn lên tiếng. Cô ấy vẫn không ăn sao? Dạ vẫn không chịu ăn. Đưa đây cho tôi. Hắn bê mâm cơm đẩy cửa bước vào phòng. Nhìn xung quanh không thấy cô đâu. Hắn đặt mâm cơm xuống bàn. Tà váy của cô bị kẹp ở một góc nhỏ ở cánh cửa tủ quần áo hắn đi đến mở toang cánh cửa sao em không ăn cơm mà lại trốn ở đây không muốn ăn hắn nhảy vào tủ ngả đầu vào vai cô nhắm mắt thư giãn vậy anh cũng không ăn ở đây thành ma đói với em anh tránh ra đi hắn xoay người cô lại lấy ra một chiếc nhẫn được thiết kế riêng dành cho hải quỳnh hãy ở bên cạnh anh anh chỉ muốn thấy em cười bởi nụ cười ấy làm anh say mê đúng như lời của tình mạc tình yêu hắn dành cho cô là vĩnh cửu nhưng cô lại không tin hắn người ta có thể tin nhau nhưng không yêu nhau nhưng không thể yêu nhau mà không tin nhau Hải Quỳnh xà vào lòng hắn bàn tay cô xoa xoa trước nơi cô đã từng làm hắn bị thương cô ngẩng mặt lên hỏi chỗ này còn đau không Thế phòng cúi xuống hôn nhẹ môi cô, bế cô ra ngoài đi đến bàn em không ăn chỗ ấy mới đau đấy hắn xới một chén cơm bón từng thìa cho cô em tự ăn được ngồi yên và há miệng ra cô biết cái tính ngông cuồng của hắn nên chỉ biết ngồi yên cho hắn bón từng thìa như một đứa còn nít người ta thường hay nói câu mà đến giờ cô thấy nó đúng gặp đúng người thì không cần phải lớn bên ngoài hoa thiên đứng gõ cửa nói vọng vào anh phong có chuyện gì em cần kiểm tra lại sức khỏe cho hải quỳnh vào đi hoa thiên đẩy cửa đi vào nhìn ảnh hắn bón từng thìa cơm cho hải quỳnh khiến cô ta sững người không nghĩ một người như hắn lại có thể làm những chuyện này bàn tay hoa thiên siết chặt ánh mắt nhìn chăm chăm hải quỳnh em ngồi chờ một lát hải quỳnh gần ăn xong rồi vì có người lạ ở đây nên cô thấy ngại khua khua tay Em no rồi không ăn nữa đâu Không được phải ăn cho hết Nhìn thấy cảnh đó Hoa Thiên không thể nán lại thêm Lên tiếng Em xin phép hai người cứ tự nhiên Em sẽ kiểm tra lại sau Đi xuống cầu thang Hoa Thiên ngoảnh đầu nhìn lại về phía phòng của Thế Phong Bàn tay cô ta nắm chặt tay viện cầu thang Ánh mắt đố kỵ Những ngày sau Hải Quỳnh tâm trạng dần ổn định Cô sớm hòa nhập vào cộng đồng vui vẻ lạc quan hơn trước kia nhiều. Tôi lần cô không ngừng hỏi hắn ai đã ra tay tàn độc với người thân của cô. Nhưng mỗi lần như vậy Thế Phong chỉ xoa má nhìn cô chịu mến. Hắn biết ai đứng đằng sau chuyện này nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến dù nửa lời. Bởi hắn không muốn cô bị cuốn sâu vào chuyện hận thù ân oán, không muốn tâm hồn cô bị vấy bẩn thêm một lần nào nữa. Thế Phong đang tiếp khách trong phòng, Hải Quỳnh trên tay hai ly tàu hũ, món ăn mà cô rất thích, đẩy cửa đi vào. Vì cứ nghĩ chỉ có một mình hắn ở trong phòng, nên cô tự nhiên như vậy. Nhìn thấy người lạ cô nhanh quay đầu đi ra, hắn lên tiếng gọi ngược lại. Lại đây. Thôi, anh đang có khách, lát em vào sau. Đang cầm cái gì trên tay đó? Nghe hỏi cô dơ hai ly tàu hũ lên mặt hớn hở. Tàu hũ ngon lắm. Đem lại đây cô nhìn sang người đàn ông lão hoắc kia vẻ mặt e rè thế phòng ra hiệu người đàn ông kia cũng nhanh cúi đầu rồi đi ra ngoài lúc này không còn người lạ cô mới dám tự nhiên đi đến ngồi trên đùi hắn áp ly tảo hũ đang lạnh vào mặt hắn cười đùa anh không thấy lạnh à sao mặt tỉnh bơ vậy vì có em ở đây sưởi ấm cô dùng ngón tay chạm nhẹ vào môi hắn cái miệng này càng ngày càng ngọt thế thế phòng cúi xuống ghì chặt tay hôn đôi môi nhỏ nhắn của cô ở gần bên nhau thế này hắn chỉ muốn giữ lấy cô cho riêng mình bàn tay cô áp vào mặt hắn từ từ đáp trả nụ hôn ngọt ngào lãng mạn kia bên ngoài Hải Đường vừa mới mở hé cửa đã nhìn thấy cảnh đó cô lấy tay che mặt quay người đi xuống dưới nhà tay liên tục vỗ vào má vì thấy nóng Hải Đường vừa đi vừa lý nhí trong miệng Trời đã nóng Còn phải thấy cảnh đó Chắc muốn nổ tung vì nóng quá Ai nổ tung Nghe tiếng hải đường ngẩng mặt lên nhìn phía trước Thấy đình mạc đang đi lên Có ai đâu Mà anh định đi đâu Anh tìm anh Phong Hải Quỳnh nhanh khua khua tay nói gấp Ấy anh đừng vào Không nên vào lúc này Tại sao Ờ thì đã bảo không vào được là không vào được mà Nhưng anh có việc gấp cần phải nói với anh Phong để lát rồi hãy nói không được chuyện này rất gấp anh phải vào báo ngay đình mạc nói xong né người sang một bên đi lướt qua hải đường thở dài thật tình không biết nói gì cho anh ta hiểu cô ấy quay người giữ tay đình mạc lại anh mà vào bây giờ là thành heo quay luôn đó em nói gì anh không hiểu thì anh ấy với hải quỳnh hai người bọn họ đang kiểu nói ấp úng của hải đường làm đình mạc tò mò đang gì đang thế này này Hải đường kiễng chân chạm nhẹ vào môi đình mạc Che mặt chạy thẳng về phòng đóng cửa Đình mạc giữ người đứng chôn chân tại chỗ Anh ta đặt tay lên môi cười Đi như người mất hồn Quên luôn cả việc cần báo với thế Phong. Ngày mai đúng vào ngày rằm Bộ tộc mèo sẽ mở cửa đón bộ tộc sói đây là thời cơ cho bọn người của Thế Phong cải trang trà trộn tiến sâu vào trong tìm kiếm bà lão bí ẩn kia anh phong mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất tốt ngày mai chúng ta lên đường bên phía alex có động tĩnh gì không mấy ngày trước hắn ta có sai người tấn công bộ tộc mèo nhưng bị thất bại thảm hại đến bây giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì được rồi cậu nghỉ ngơi sớm đi sáng mai lên đường rõ anh phong hải quỳnh đứng trên cầu thang nhìn xuống thấy thế phong đứng dậy cô quay người chạy về phòng nhảy tót lên giường đắp chăn giả vờ ngủ cảm nhận nệm lún xuống cùng mùi hương quen thuộc cô biết là hắn đang nằm bên cạnh nhưng lạ nhỉ sao không ôm như mọi khi cô chờ một lát nữa vẫn không thấy động tĩnh gì chỉ còn nghe hơi thở đều của thế phong cô quay sang thì thấy hắn đã nhắm mắt ngủ tức mình cô ngồi bật dậy ôm gối trèo qua người hắn bước xuống giường nhưng chân chưa chạm đất thì tay cô bị một lực kéo lại cả người cô nằm trên người hắn em định đi đâu đi đâu kệ người ta phần ai người đó ngủ chắc chưa chắc hắn buông tay cô ra mắt nhắm lại còn không quên để lại một câu đi ra nhớ đóng cửa cô tức con người này lắm đấm liên tiếp vào ngực hắn đáng ghét nếu vậy thì em đi tìm tú khôi hắn mở mắt cau mày hỏi lại thằng đó là thằng nào người yêu cũ em dám có gì mà không dám anh không còn thương em nữa thì để người khác thương ai nói anh hết thương chứ gì nữa anh có ôm em đâu không ôm nhưng làm chuyện khác được không làm gì là làm gì hắn đặt tay lên ngực cô nháy mắt ra hiểu không nghĩ một đại ca khét tiếng như hắn chỉ cần nghe đến danh ai nấy đều phải sợ thế mà cũng có những phút giây hắn đáng yêu thế này hải quỳnh hất tay hắn ra nhưng miệng lại cười mỉm không được hôm nay anh bị cấm tại sao vì em không thích thế thôi. Thế phòng lật người cô lại lấy chăn phủ kín đầu. Bàn tay hắn lần mò khắp người cô, làm cô thấy nhột mà cười lớn sãy rụa trong cơn buồn cười. Đừng nữa mà, nhột quá, em thua rồi đấy. Hải Quỳnh này, có chuyện gì vậy ạ? À? Anh có công việc cần giải quyết, nên sẽ không ở bên cạnh em một thời gian. Em nhớ đừng đi lung tung. Em cũng muốn đi. Không được, ở nhà chờ anh về, nơi đó rất nguy hiểm. Vì nguy hiểm nên em càng phải đi. Nếu anh không cho em đi theo thì em cũng sẽ đi bằng mọi cách." Nhìn vẻ mặt kiên quyết của Hải Quỳnh, hắn thở dài đồng ý cho cô đi cùng. Mặt khác, để cô ở nhà thế này hắn cũng không yên tâm phần nào. "Được, nhưng em phải hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời." Cô vòng tay qua cổ hắn hôn chụt vào môi. "Em sẽ ngoan." Chuyện đó tính sau, bây giờ có việc quan trọng phải làm hắn làm ra vẻ mặt nghiêm nghị làm cô cứ đinh ninh rằng có chuyện gì đó việc gì vậy ạ à? thế phòng tiếp tục nháy mắt cơ mặt giãn ra cô nhìn là hiểu ý ngay không còn rụt rè như những ngày đầu cô mạnh bạo hơn chủ động hơn những đầu ngón tay cô chạy dọc theo chiều cúc áo từng cúc được tháo ra cả vòng ngực săn chắc của hắn ập vào mắt cô nói không mê thì cô đang lừa dối cảm xúc thật sự cơ thể hắn nhìn rất cuốn hút Bất giác bàn tay cô đặt trước ngực hắn bắt đầu sở soạn. Hành động kích tình vừa rồi làm Thế Phong nóng gian cả người. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Hắn giữ lấy tay cô ánh mắt đỏ ngầu. Cô lên tiếng hỏi. Làm thế này anh không thích à? Hắn vén những sợi tóc còn đang bết dính vào bên má cô ra sau. Gái sát vào tay cô thì thầm phả ra một hơi thở nóng bỏng. Ai chỉ cho em làm thế? câu hỏi của hắn làm cô xấu hổ che mặt cái này là cô vô tình xem được một phân đoạn trong phim ngôn tình không hiểu sao vừa rồi trong đầu cô lại xẹt qua những hình ảnh đó nên làm theo thật tình cô xấu hổ chết đi được thôi thôi anh trèo xuống đi em ngủ đây có gì mà xấu hổ em muốn thì anh có thể dạy hàng ngày được mà ai muốn học mà anh dạy chứ muốn hay không em cũng phải học Cả đêm hôm đó cô và hắn hòa quyện vào nhau một cách đồng điệu. Cả hai trao nhau những điều thiêng liêng nhất, những mật ngọt của tình yêu và cả sự chân thành. Đúng 7 giờ sáng tất cả tập trung đầy đủ chuẩn bị xuất phát. Trong chuyến đi lần này cùng hắn có Đình Mạc, Hoa Thiên, Hải Quỳnh và Hải Đường. Vì muốn đồng hành cùng Đình Mạc nên Hải Đường bất chấp sự ngăn cấm của Thế Phong nhất quyết đi cho bằng được. Suốt dọc đường đi hắn không ngừng quan tâm đến cô Từ những hành động nhỏ nhặt nhất Ánh mắt hoa thiên không ngừng rời khỏi hai người bọn họ Bàn tay cô ta siết chặt Ánh mắt buồn bã Gần đến địa phận của bộ tộc mèo Xe dừng lại một nơi tập kích hội ngộ cùng với đỉnh triệu Anh Phong đây là trang phục của bộ tộc sói Mọi người nhanh chóng mặc vào Khi hòa vào dòng người tất cả phải thật bình tĩnh Không được để tâm dao động cứ thế tiến sâu vào địa phận của bộ tộc mèo. Rõ anh Phong. Từng đoàn người của bộ tộc sói tiến thẳng vào địa phận bên trong. Phía trước cổng là một đoàn người của bộ tộc mèo ra nghênh đón. bạn người của Thế Phong nhân lúc không ai để ý, nhanh chân trả trộn vào dòng người. Hắn nắm chặt lấy tay cô quay sang nói nhỏ. Nhớ phải đi sát bên cạnh anh. Cô gật đầu siết chặt lòng bàn tay hắn mà không có chút sợ sệt gì vì cô biết ở bên cạnh hắn luôn luôn được an toàn đình mạc đi trước lướt qua đoàn người của tộc mèo mà không ai nghi ngờ xem như bước đầu thuận lợi nối tiếp sau là thế phong và hải quỳnh cô ánh mắt bình tĩnh không run rẩy khi đối diện với những hình thù gây sợ được vẽ trên mặt của người bộ tộc mèo cả hai đi lướt qua một cách suôn sẻ mà không bất kỳ hoài nghi nào hoa thiên và hải đường cũng lọt qua ánh mắt của bọn người kia cứ tưởng bước đầu đã êm xuôi nhưng đi thêm được vài bước thì bất ngờ hải quỳnh ngã về phía trước khăn được che trên mặt cô cũng tuột ra khỏi dường như có ai đó vừa gạt chân cô bọn người của tộc sói quay đầu nhìn lại thấy có gì đó bất ổn kéo một đám đi đến kiểm tra một tên cầm đầu mặt vẽ những hình thù gây sợ quát lớn đám người kia đứng lại tình hình trở nên căng thẳng Cô nhìn hắn ánh mắt lo sợ vì mình mà mọi người bị phát hiện. Hắn nắm chặt tay cô chấn an, quay sang nhìn đình mạc, lắc đầu nhẹ, ám hiệu đừng nên manh động. Đám người của bộ tộc mèo nhìn chằm chằm hải quỳnh. Bọn chúng đã phát hiện ra gì đó. Tên cầm đầu dùng cây gậy nâng cẳm cô lên. Lúc này đình mạc và đình triệu chuẩn bị rút súng. Thế phòng lắc đầu ra ám hiệu cánh tay đình mạc hạ xuống. Không khí như ngột thở. Hải Đường nắm chặt tay đỉnh mạc không dám thở mạnh. Kiểm tra tất cả đám người kia. Một tên đi đến gỡ tất cả khăn che mặt của bọn người Thế Phong. Tên đó hét lớn lên. Có kẻ lạ xâm nhập vào địa phận của chúng ta, bắt lấy bọn chúng. Bọn người của Thế Phong không phản kháng đứng yên chịu trói để bọn người kia áp giải về địa phận của bọn chúng. Anh Phong, tại sao chúng ta không tấn công? Đình Triệu đã nắm rõ con đường thoát hiểm và quân của ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu gây chiến với bộ tộc mèo Chúng ta sẽ không có cơ hội quay trở lại nơi này Một lần nữa Tạm thời không nên manh động Rõ anh Phong Tất cả bọn người của Nhất Phong Được giam trong một căn hầm dưới đất Không khí về đêm rất lạnh Nhìn thấy cô ngồi co do ôm người run run Hắn cởi lớp áo ngoài khoác vào người cô Vòng tay ôm chặt cô vào lòng Chuyển hơi ấm Hắn nắm chặt hai bàn tay cô luồn vào áo Đặt nơi vòng ngực ra tiếp ra hải quỳnh ấm lên rất nhiều có lạnh lắm không cô lắc đầu áp mặt vào ngực hắn mà tranh thủ cảm nhận hơi ấm từ hắn người anh ấm lắm không lạnh chút nào nhóc có sợ không có nhất thế phong ở đây em không sợ gì cả hắn hôn nhẹ lên trán cô chỉ cần cô tin và luôn ở bên cạnh hắn như thế này là đủ em chịu khó một chút nhất định sẽ sớm đưa em ra khỏi đây em xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người Ngốc lắm, không phải lỗi của em. Chớp mắt một chút đi, anh canh. Hải Đường vì mệt nên cũng tựa đầu vào vai Đình Mạc nhắm mắt một chút. Hoa Thiên ngồi một góc không ngừng nhìn sang phía Thế Phong, tận sâu trong khóe mắt của cô ta là những giọt nước mắt. Đình Triệu ngồi xuống bên cạnh khoác áo lên người Hoa Thiên. Anh ta thầm thương Hoa Thiên từ lâu nhưng không dám nói ra, chỉ âm thầm bên cạnh như thế này. Em nên chớp mắt một lát, đường phía trước còn rất dài. Hoa Thiên trả áo lại cho Đỉnh Triệu không nhìn anh ta dù chỉ một lần. Em tự biết lo, anh nên lo cho bản thân mình. Đây không phải là lần đầu tiên anh ta nhận lại sự thờ ơ của Hoa Thiên. Đình Triệu luôn nghĩ, có lẽ anh ta chưa đủ tốt, nhưng đâu biết rằng Hoa Thiên đã có người trong lòng. Sáng sớm ngày hôm sau, bọn người của Thế Phong được áp giải ra ngoài, đứng giữa một vùng trời bao quanh là người của bộ tộc mèo phía trên giàn là nơi an vị của tộc trưởng cùng đứa cháu gái đứng bên cạnh đang nhìn thấy phong không rời mắt ánh mắt của sự e thẹn giọng của tộc trưởng vang cả núi rừng cởi trói cho bọn chúng đình triệu nhìn kỹ tộc trưởng thì thấy ngạc nhiên khi đó chính là bà lão bí ẩn kia anh ta ghé sát vào tai thế phong nói nhỏ anh phong vị tộc trưởng này chính là bà lão bí ẩn kia hắn cười nhếch miệng hướng ánh mắt nhìn về phía bà lão đó không ngoài dự đoán của tôi. Đình Triệu khá ngạc nhiên trước câu trả lời của đại ca mình. Anh đã biết trước. Cậu nghĩ một bà lão như thế có thể dễ dàng đi vào địa phận của bộ tộc mèo một cách nhanh gọn như vậy sao? Em đã hiểu. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Tùy câu ứng biến. Rõ Anh Phong. Vị tộc trưởng cũng chính là bà lão bí ẩn kia đi xuống đứng đối diện với Thế Phong, nở ra một nụ cười bí ẩn. Ta chờ cậu đã lâu. Bà biết tôi. Bà lão kia không nói gì cầm lấy tay hắn bắt mạch. Chất độc trong người cậu đang lan ra rất nhanh, cậu không còn nhiều thời gian đâu. Đó là lý do tôi tìm đến bà. Hãy nói cho tôi biết bông hoa đó ở đâu. Loài hoa cậu đang tìm là loài hoa cực độc trên thế gian chỉ tồn tại một bông duy nhất. Nó ở đâu? Ở phía nam dãy núi tử thần. Cậu nghe cái tên tử thần thì cũng hiểu rồi chứ. Một đi không trở lại xưa nay chưa một ai đi vào mà có thể toàn mạng quay trở về cậu nên cân nhắc cho kỹ xưa nay chưa ai làm khó được thế phong này có thể chỉ đường không cháu gái ta sẽ đưa cậu đến chân núi việc còn lại là của cậu được chuẩn bị xuất phát nhưng cậu nên nhớ vì đó là loài hoa cực độc nên không được chạm tay vào nếu may mắn toàn mạng quay trở ra thì hãy quay về gặp lại ta Ta sẽ giải độc loài hoa đó thì cậu mới có thể sử dụng mà điều chế được." Đứng nhìn đoàn người của Thế Phong đi về phía dãy núi, bà lão ngẩng mặt lên trời, vẻ mặt giãn ra đôi phần. Việc ta nên làm cũng đã làm, còn lại nhờ vào sự may mắn của cậu ta. Cô hãy phù hộ cho con trai của mình toàn mạng mà trở về. Đến dưới chân núi, cháu gái của bà lão tên là Ánh Dương, nuối tiếc khi phải chia tay với Thế Phong tại đây, ánh mắt cô gái đó nhìn hắn đầy sự cảm mến đây là bản đồ khu rừng bà tôi dặn đưa cho anh cảm ơn cô cô nên xuống núi sớm trong rừng có nhiều nguy hiểm anh phải cẩn thận và nhớ không được chạm tay vào bông hoa tôi biết rồi tôi đợi anh trở về câu nói của anh dương làm hắn hơi khựng lại hải quỳnh đứng bên cạnh thấy khó chịu bởi câu nói đó gì mà tôi đợi anh trở về y như rằng hai người yêu nhau vậy tất cả chuẩn bị tiến vào trong khu rừng rõ anh phong đoàn người của thế phong sát cánh bên nhau tiến sâu vào trong khu rừng ai cũng trong tư thế sẵn sàng khi gặp nguy hiểm hắn nắm chặt tay cô không rời trang bị trên người cô những vật dụng cần thiết em có mệt không cô lắc đầu giọng nói đầy nội lực chỉ cần là ở bên cạnh anh mọi thứ đều ổn quay trở về lại thành phố anh sẽ đưa em đi ngắm hoàng hôn anh nhớ không được lật kèo đâu đấy, nhất định. Hải Đường đi chậm lại chờ Hoa Thiên phía sau đi lên đi cùng nhau, Hải Đường lên tiếng. Tại sao chị lại gạt chân chị Hải Quỳnh? Câu hỏi đó làm Hoa Thiên giật mình vì trước nay cô ta không giỏi trong việc nói dối, nên mọi sự lúng túng đều hiện rõ trên mặt nhưng vẫn không dám thừa nhận. Em nói gì chị không hiểu, ai gạt chân ai? Chị đừng nói dối nữa, hôm qua chính em đã nhìn thấy hòa thiên chị không giỏi nói dối nên tất cả đều hiện rõ trên gương mặt của chị nếu em đã thấy tại sao không nói cho anh phong và mọi người biết mà lại đi hỏi chị vì em muốn biết lý do tại sao chị lại làm như vậy hòa thiên chọn cách im lặng tiếp tục đi về phía trước hòa thiên em biết chị là một người tốt và trung thành với anh phong em cũng biết chị có tình cảm với anh ấy nhưng chuyện tình không thể cưỡng cầu tình yêu anh phong dành cho hải đường là bất diệt không ai có thể chia cắt. Cho nên chị đừng để sự đố kỵ làm lu mở đi lý trí. Chuyện này em sẽ không nói với bất kỳ ai vì em tin ở chị là một người tốt và có trách nhiệm với suy nghĩ của mình. Bàn chân hoa thiên khựng lại để trong đầu những lời nói của Hải Đường. Tại sao cô ta lại trở thành như vậy? Chỉ vì sự suy nghĩ nhất thời mà làm cho mọi người rơi vào tình thế nguy hiểm. Có phải đúng như Hải Đường nói một hoa thiên trung thành thẳng thắn đã bị lòng đố kỵ làm lu mờ đi lý trí. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngắn rất hay có tên Vì anh thương em của tác giả Vân Thi để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.